Chào các bạn, hôm nay mình sẽ hướng dẫn với các bạn cách theo chân Lara để chúng ta sẽ tiến hành phiên bản Tomb Raider phiên bản tiếp theo của dòng series Tomb Raider 2016. Các bạn nhớ theo dõi trên kênh Thu Thu Rồ của mình, và các bạn nhớ nhớ đăng ký hoặc là like hoặc share để chúng ta có thể có nhiều động lực hơn để mình làm tiếp những video tiếp theo, phải không ạ? Tất cả những video mình đều làm ở chất lượng 4K Full HD, 4K 30 khung hình 1p 1 frame, được chưa? FPS. Ok, sau khi chúng ta đã ở trại lửa thì bây giờ chúng ta sẽ đi tiếp cái tựa này, được chưa? Ok, chúng ta đi rồi. À sorry, mình xin dừng lại một chút. Mình sẽ đẩy cái cạc màn hình mình lên một chút. Bây giờ cạc màn hình hơi thấp. Mình sẽ đẩy cái sung lên cao một chút, bởi vì mình vừa recorder. Đó. Hơi ồn một chút nhưng mà không sao, để cải thiện hiệu năng của. Ok, chúng ta đi tiếp nào. Bây giờ ta sẽ tiến hành xem đồ của chúng ta sẽ có đồ gì nhiều. Thứ nhất là chúng ta sẽ có được trang bị thêm những khẩu súng hay là những cung này. And it wouldn't faze him. I sense no judgment from him. Yet at the same time he's hard to read. Cái cung. My instincts tell me he's a good man. Tên của nó. He saved my life. Chúng ta xem có đồ gì không. I think I can trust him, at least for now. But I can't shake a nagging feeling that he knows more than he's letting on. Chúng được trang bị thêm một cái nòng ở đây, được chưa ạ? Nòng này. Tiếp tục trang bị ở đây có một cái bẫm này, phải không? Rồi, đây nó vẫn được trang bị như thế. À, bộ chúng ta sẽ trang bị một cái bộ nào đó mà đẹp chút, được chưa? Rồi, tôi sẽ chọn một bộ. Cung nó sẽ được trang bị thêm, được chưa? Đây là nòng full là 28 tên, được chưa? Chắc là mình bỏ qua nhiều đồ quá, bởi vì lúc đang chơi ấy, thì mình không thể lấy lại được tất cả các đồ trên đường đi, thì các bạn lưu ý cho mình nhé. Poison Arrow mình cũng đủ rồi này. Mình đủ hết rồi. Mình đã đủ hết tất cả rồi đấy. Được chưa? Poison Arrow.
Đây là hai cái nó sẽ đỡ ở cái hai bên này, nó sẽ giữ cho cái này khi chúng ta đẩy ra thì nó sẽ giúp có lực đàn hồi hơn, phải không? Mẹ photo cái. Rồi, bây giờ mình sẽ đi tiếp full leader. Ok, vẫn là phiên bản trượt truyền thống rồi dạng, giống phiên bản 2013. Và rồi. Don't shoot. I'm with Jacob. He told us to wait for you, but these bastards found us first. Unknown computer found. À, mình xem hệ thống ở kia này, được chưa? Thực ra thì cái đồ ấy mình hay bỏ nhiều quá. Đây này, tên. Mình xem ở trong kia có cái gì. Radar tự bật đèn lên phải không? À đây là hỗ trợ cho dao. À hết rồi. Này làm sao lên được nhá. Trời ơi, shit mất máu rồi. Đồ ở đây mình sẽ cố gắng nhặt hết tất cả các đồ đó ạ. Okay. Soviet soldiers. Something awful happened here. Mình phun rồi. À chai lửa, lại có chai lửa ở đây rồi. Mình sẽ xem chai lửa nó có thể nâng cấp gì cho mình. I think about Dad every day. For years I was so angry with him. Nó không thể nâng cấp gì cho mình được. Losing himself in his work. Chasing what I thought were fairy tales, I had no idea. Trời lừa lúc nãy mình vừa thấy ở bên telling myself that I was young, that I couldn't understand, but I still lost him. And now, for some reason, I feel more connected to him than I ever did when he was alive. He never got this far, but I know he's with me. The divine source is here, and I'm going to find it. He knew that it could change the way we understand a human soul, that it could change the world. But he's gone now, and I'm the only one left who knows he was right. Composition sucks. Đấy. Ok, chúng ta chỉ nâng cấp nho nhỏ một số thứ được chưa? Đấy,
ta có thể nâng cấp. Ok, mình sẽ bỏ qua cái này. Khi các bạn nhặt đồ ấy, thì nó có thể là nó sẽ được nâng cấp tiếp. Mình sẽ đi tiếp khi mà thu giờ này. Đây này, bạn này, mở ra. Ồ, radar cũng nhận ra khỏe thật các bạn. Đó. Radar rất khỏe. Lara, are you okay? Radar nhận được tín hiệu từ... Yes, I'm at the base of the old Soviet mill. I'm making my way to the mine entrance at the top of the facility. Can you meet me there? Gọi cho thằng dưới cấp. I'm on my way. Comrades, this report comes to you following an unprecedented... Chờ lên được đây. Cái này vào trong này à? À, nhảy lên. Được. Quá nào, thế nào. Yeah, oh yeah. Trèo lên đây các bạn ạ. Đây có một cái cầu thang nữa không? No, 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 no. No, no. Ồ, mình trèo lên được đây rồi. À, cái này cái gì đây? À, cái này bắn vào đây. Đó. Nó bây giờ nhảy qua. Được không ta? Được không ta? Lada kêu rất hay. Cái tiếng của Lada phát ra. Cái nhà sản xuất nó tạo ra một cái giọng nói của Lada. Nghe rất rất cảm hứng khi chúng ta chơi các bạn. Do we have a map of the facility? Negative. Trên này có ai? Did, there's a lot of structural damage from the revolt. À, không, vẫn là cái tiếng của Jacob. À đây, chúng ta sẽ có một thêm một tên nữa. À, có người ở ngoài này rồi. First contact was in one of the mine shafts. They shifted all operations to. Đây này các bạn. Cái này các bạn nhớ này, khi các bạn nhấn E để trông lửa. Đây, sau đó các bạn nhấn E để trông lửa này. Lửa đâu nhờ? Lửa đây. Unknown computer found. Ôi, phát hiện rồi. Hiểu quá. Chết chưa? Vỡ sọ này. Trời ơi. Xem có cái đồ gì không? Mình sẽ cố gắng nhặt hết tất cả các đồ. Đó. Cái này mở ra thì là ta. À.
thế mình sẽ bỏ qua, trong này không biết có cái gì ta. Mình cứ lên cơ bản là mình không dịch được hết nhá. Mình không dịch được hết nhá. Nhảy qua này, nhảy hai lần này. Đấy. Hai lần. Đây mình sẽ xuống đây. Tắt chế độ. Xem ở trong này có cái gì. Xem có cái đồ gì ở đây. Mình lấy hết đồ, mình sẽ cố gắng lấy hết đồ. Trời ơi, bây giờ làm sao mà lên được đây các bạn? À, lên đây. May quá, Lana là con gái nhỉ các bạn. Nếu mà con trai ấy thì của quý chắc là bây giờ trượt xuống. Must be a way to get past. Nó bảo báo cái gì đây? Sẽ châm lửa. Đại khái là mình sẽ châm lửa cái gì. Barricade if I want to get past. À đúng rồi. Đây châm lửa đây, sau đó ném vào đây phải không? Mình sẽ lấy một cái. Đây này, đùi có bên này này. Không, bây giờ nhẫn châm lửa này. Đấy, đại khái là đốt này. Phải không ạ? À dưới này có cái gì cơ? Này có cái gì cơ? Mình sẽ qua đây. À đây là một hộp gì ấy. The hero of the Soviet Union medal. It's the highest honor given for acts of heroism. À, không phải đâu nhỉ? Đúng rồi, đây là một cái huân chương. Ta nhặt hết, cố gắng nhặt hết. Another Soviet plaque. Bên kia. Ê nào, nguy hiểm quá. Không. Cái đá này nó không được trong suốt trong mấy. À lên đây. Để hai lần nhá. À, đồ bên này đồ gì nhỉ?
percent of these street prisoners? Not sure. Can't really see. But I just lost contact with the sweep team down below. Who's that? You're dead. Đây là bọn bọn địch. Mình cứ tưởng là bọn đồng đội của mình. Mình còn xích ma túy. Mời tao à? Mời tao. Tao năng mi pin năng khí nguồn mi. Năng khí nguồn mi. Rồi, tôi sẽ chúng ta phải cùng nhau đi cùng nhau đấy mà được. Ôi trời, chết rồi, phải không? Nguy hiểm quá anh em ạ. Đấy, cái này nó càng càng ngày nó càng hành động phi lưu, nguy hiểm quá, càng ngày nó sẽ càng gây cấn rồi. Unknown computer found. I see you. Chết rồi, chết đây, chết đây. Ôi, rất khó tính rồi. Trời ơi, cái sao thông báo wifi của mình sẽ thoát đi. Ok. Chết. Chết rồi, mình bị phát hiện rồi. Lên. Target reacquired. Đấy, Lara sẽ lên đây này. Nhảy lên đây. Nào. Đây sẽ trèo lên cái mái nhà. Found her. Ta không có đồ không mở được cái này. Ở đây. Điểm ba ở đây. Bây giờ xuống đây chắc là có đây. There she is. Open fire. Dĩnh trưởng. Mình không làm máu rồi mà. Được chưa? Nhưng mà làm máu rồi. There she is. Open fire.
Chắc là lúc nãy radar manh động vào. Radar manh động rồi. Đồ nào. I've infiltrated the... It's not nukes. Máy ghi âm thôi. Chặn đồ đâu ta? That'd be too easy. Let me see that activity log.
I think it mentioned the safe. Quay trở lại với cái này này. Mình sẽ xuống được ha. Yo. Hôm nãy có mấy cái chai kia ở đâu nhỉ? À chai kia. Sẽ lấy cái chai này, này. Ok. A small gentleman's pillbox. With an announcement. À, cái này là cái một cái. À, tên. Manifest says the Soviets stored the most valuable artifact from the site in this safe. Let's crack it open. Who's got the torch? On it. Okay, the rest of you, don't touch anything. Catalog whatever artifacts you find. All of this will be metal of mine? Yeah. The last reports say they shut down operations as soon as they found the site. Over there! There she is! Open it up! I got her!
Covering fire! Focusing fire! Trời, chết không, không. Rồi, anh nào, chết rồi. Give me covering fire. Covering fire. I got her. I'm under fire! I have visual confirmation. Kill her now. Yes, sir. Fan out. We have her surrounded. He's gone! Closing! Seem to be making a habit of saving each other. Thanks. I'm glad you're okay. Is that the way through? Yes. There'll be more of them inside. You don't have to do this. Can't get rid of me so easily. I still need some answers. And there's no time to waste. Rồi, bây giờ... Ok.